Đây, hôm nay mình quay khu cách ly cho các bạn coi. Đây, trong khu cách ly là trường Lê Quý Đôn Gò Vấp đây. Phạm Văn Chiêu, phường 14 Gò Vấp, trường tiểu học Lê Quý Đôn. Giờ là một khu cách ly dành cho bệnh nhân F0. Thì tất cả người đã tiêm vaccine hết rồi. Nhưng mấy đứa trẻ con nó chưa tiêm thôi. Nói chung mà tụi nó bị nhẹ lắm, nó vẫn chơi đá banh đây này. Đấy bạn, khu cách ly đây. Ở tầng dưới chỗ này là dành cho bệnh nhân, những người già, bệnh nhân có bệnh nền nhé. Một số thở oxy. Đấy, khu cách ly đây các bạn. Quần áo của những bệnh nhân thì ta phơi ngoài đây này. Nó có 3 tầng lầu ạ. Bạn nhìn 3 tầng lầu nhá. Khu cách ly có 3 tầng lầu. Mình sẽ lên từng tầng một cho các bạn coi. Đúng không? Trẻ con nó khỏe lắm, nó chơi đá banh không. Khu cách ly. Bây giờ là gần đến giờ cơm trưa rồi các bạn. Giờ này khoảng gần 11 giờ trưa rồi. Mình sẽ lên tầng lầu. Đây là khu cách ly trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường 14 Gò Vấp. Nó nằm ở đường Phạm Văn Chiêu. Đấy. Đây khu cách ly. Mình sẽ đi qua đây nha. Cách ly nhưng không có gì đáng sợ các bạn. Bình thường thôi. Không có gì đáng sợ. Ai phải đi cứ phải đi thôi. Đây là F0 hết các bạn. Có người già luôn các bạn. Mình lên tầng 2 các bạn. Khu cách ly này rất là sạch sẽ, rất là thoáng. Tuy cái trường này nó không có lớn, nhưng mà nó là một cái trường điểm. Nó là trường điểm các bạn. Đây, trường này một mỗi tầng lầu là có 3 phòng vệ sinh. Đấy. Đấy là những người được cách ly các bạn, ngoại nằm trong đây nè. Đây giường, cái giường mà bị hỏng rồi đấy, bệnh nhân nằm bị hỏng quá, rất nhiều giường hỏng. Quần áo tao phơi đi. Cái phòng nằm mở cửa là có người hết các bạn. Đây một cái nhà vệ sinh nữa này. Giờ mình đi đường này lên tầng 3 nhá. Quay đây, khu cách ly à.
Các bạn bệnh nhân đây là khó khá thoải mái, không có, bình thường thôi, không có gì đáng sợ các bạn. Ai mà bị gì cứ chấp hành thôi. Nhân đầu ba này. Cái vị trí này nhìn ra chỗ này rất là rộng. Cái này rất là nhiều nhà đẹp quá ạ. Đó mình đang lên lầu 3 rồi này. Đây, lầu 3 đây. À. Tầm nhìn rất rộng các bạn ơi. Quay lại đó, phòng mà như đâu có người hết rồi. Bàn ghế rồi xếp bỏ ra ngoài thì bớt đấy, để làm lấy chỗ ở cho người, cho các F0 ở. Và ở đây này. Quần áo ta phơi đây này các bạn. Hỏi xin nữa này. Rồi xong rồi, mình đi xuống rồi. Mình đã quay hết 3 tầng lầu các bạn coi khu cách ly ở chỗ mình rồi ạ.